Xin kính chào bà con nha. Thì hôm nay em đang ở Mộc Hóa Long An nha bà con ơi. Hôm nay em sẽ đi thả giống cho khách hàng. Thì em cũng quay lại để chia sẻ với bà con luôn. Giờ không gì được. Cái này phân à? Phân rải mới rải đều đều qua cho ba bẹo nào. À. Để phân. Rồi thả bèo đi, thả bèo chứ đi. Đặt để cho này nha. Nắm ra con thả đi lỗi đổi chết mẹ rồi. Có gì đó. Gà gãi nó ra. Bèo này thả nó ăn chừng 2 ngày gì? Bèo cám nè. Bèo cám này có cho vớt không? Có. Vớt của trường ấp Bùi Vàng nha. À, cái bào cám này không có cỡ nào cũng dính à, tại vì cái áo cùi vàng con nó nhỏ xíu à. Không sao đâu, tại vì áp mình bự rồi mình vớt, nếu giờ bữa nó có ăn nó lộn mình bắt nó ra. Mình biết áo cùi vàng bắt nó ra, nó vô đây nó ăn nó lớn nhanh kinh khủng lắm. Cái này có đường thoát không? Có, làm công xã vàng mình đó. Có đường thoát nước ha. Cái nước mà sao thấy sao? Nước được, đâu có gì đâu. Bây giờ cứ hàng ngày mình bơm vô cho nó. Nó là ốc gì? Dính trong cái này ốc bên xanh hả? Ốc 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 bu đen mình. Nó dính trong bèo, tại bèo này con vớt lấy từ cao ốc ra mà. Rồi lấy cái thùng ốc này cho nó quen nước. Cái này nước mỗi buổi sáng á mình bơm vô, bơm nước mới vô cho nó xả nước cũ ra. Thì bơm vô tầm khoảng 5 phút thôi, 5-10 phút vậy đó. Cho nó có nước mới nó nhanh lớn. Dạ. Ủa thì cái trụ heo này tắm nước nào nước ngày tắm ba cũng nào dội mà. Nó vô nhẹ thôi, nó có, nếu mà nước mạnh quá mình xả vô thùng xốp. Nó có em nhả trên nước đường rồi cho nó xuống cái. À chặt trên mà bẻ được không được. Trên trên không phải sợ cái dây motor này chặt trống nó có điểm bẻ vỏ. Dạ, bữa nào mà tắm thì cái xịt nó chiều tắm phải không? Chán tôi chịu ngày ba tử. Heo này có rồng trứng hay gì vậy? Dạ rồng, rồng trứng đó. Rồng đuôi trộn. Ốc này bự rồi. Cái này bèo này nó gặp bèo này mê lắm. Bây giờ cho ăn thì chiều mình cho ăn lần. Có thể là cho ăn đu đủ. Đu đủ hả? Đu đủ, trái đu đủ, đu đủ mọi dịch. Đủ nó hồng hồng á, cứ để nguyên vỏ luôn, bỏ sắt miếng miếng ra, chẻ treo đủ làm đôi, xong mình sắt ra, sắt như vậy cũng được, rồi thả nó ăn được. Chịu nó ăn cái này với 5.000 con này thì 6.000, thì nó ăn tầm khoảng một trái khoảng ký mấy á, cứ chịu cho ăn cho nước mới vô. Còn bèo vớt được thì cho ăn cũng được. Bèo này thì nó ăn chắc tầm khoảng chừng ngày mai ngày mốt là hết. Mình gặp bèo nó phải ăn, nó không ăn hết. Còn không có bèo cho ăn đủ. Bèo vớt cũng dễ. Dạ. Cứ ở cái bèo bự này, bèo tự này có tìm được thì cứ thả thêm vô. Nó cũng ăn. Cho thả nó bèo lớn nó là cho nó đun vô hay sao? Dạ, nó cũng ăn luôn. Lọc nước nữa, nó ăn luôn, nó ăn cái lá già luôn đó. Ăn luôn cái rễ đó. Không có gì ăn, nó ăn cục rễ luôn đó. Ăn lá là... bông súng nó cũng được phải không? Dạ, lá bông súng cũng được nữa. Bông súng cái bông cũng được luôn. Bông để xuống nó vẫn ăn. Lột vỏ nha, bạc hà. Bạc hà hay phải môn. Thì nhớ là chủ yếu của mình nuôi bể này thì chủ yếu mới thay nước. Để ở đây nó có cái máy che rồi mình không cho nước mưa. Nếu mà ở ngoài nước mưa thì phải thay. Sau khi mưa phải thay, tại nó sốc nước mưa. Còn cái này có máy che rồi thì không sợ. Chủ yếu là nước, có nước mới vô để tại vì ta ăn thì nó xả phân ra nhiều lắm. Đã qua rải vô cải tạo nước cho nó tốt tốt đúng. Dạ. Yeah. Mỗi buổi sáng mình cứ tắm mình xịt lên miếng nước. Mà cái này nếu được mình làm thêm một cái ống xả tràn. Được thì phải xả đáy. Phải xả đáy không? À, xả ra miếng đi. Rồi phải bơm vô thêm. Xả đáy không có xả tràn. Thường thì ở ngoài bể ngoài mưa mình phải xả tràn. Tại mưa thì mưa xuống á, nó năng lên cái tự nó tràn ra. Còn này ở trong mát rồi. Mà nếu này muốn xả tràn cũng dễ. Yeah.
Tại vì cái bể này giờ nếu mà muốn khoét lỗ nữa. Khoét lỗ nè. Khoét lỗ đây nè. Dạ. Mình làm cái co đó, mình cho nó chảy ngược ngoài đó. Dạ. Cho nó tràn. Bích lại, lấy cái lưới bích lại. Cho nó tràn ra. Vì vậy lông ong á mình mới thả nó xuống. Vậy tầm khoảng tí nữa thì thả được rồi. Cho kiểu cho nó quen nước. Nó quen nước. Quen nước nó không bị sốc. Nó bò nè. Loại này thì nuôi tầm khoảng 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi thì nó lên được khoảng 30 con ký. Có lớn có nhỏ thôi. Con bằng con cái vậy đó. Dạ. 30 con thì nó đâu ba con bằng nửa bàn tay à. Bàn tay nửa bàn tay à, 30 con ký. Còn cẳng cái là nó khoảng nếu mà cẳng cái chân cái mình là tầm khoảng 60 con ký. Dạ. Nó sao mà kiểu lẹ dữ như thế đấy. Nào giờ con không có, hôm đó là chỉ nghe nó lên không phải nó cứ học cái đàn giao dễ đổ với mương chết sạch. À. Mà gặp mương dùng người của Châu Thành Long An cái rẫm mà của Thanh Long mà ốc vàng dữ lắm. À. Ốc vàng nhỏ dữ lắm. Ốc vàng quá thì nó chanh ăn thôi, chủ yếu nó chanh ăn. Bèo này thì nói chung bèo cám này là nó mấy bọn này nó ăn chừng sáng ngày mai chắc sạch bách luôn á. Tại cái bèo này tôi nghĩ bữa người lính này nó nôn nó dớt trước rồi về chưa có làm bồn cho nó ra đi mai tùm bậy tùm bạ làm không được rồi cái nó bỏ trong cái thùng nữa. Nên bèo nằm lớp dưới chết nó bị úng rồi. Nó úng bèo rồi. Bèo này dớt giờ kiếm cái ao nào thả xuống nó khoát kinh đó. Tính làm bồn bèo ngoài đó đó, tính nuôi ngoài đó. Bèo thường bèo mình nuôi trong mát nó phát hơn. Ừ. Bọn nằm trong mát là nó phát lắm. Tính làm ngoài đó là nó lưới lan che lại. Dạ. Nhưng mà điều ta nghĩ nó không bằng cái đồ bóng râm. Đúng rồi. Heo này nuôi heo đẻ luôn hả? Ừ, heo đẻ, dạ. Nói đẻ. Bán giống ha. Ừ, đẻ ra thì có giá là bán, có giá là nuôi. Có lá chuối lá hồng súng gì không? Lá chuối cũng có, lá hồng súng cũng có. Còn mấy cái dầu nhỏ, dầu dầu có một. Hãy lá hồng súng đi, hãy lá hồng súng đi. Bùng súng này không có, mà cứ mắc lá chuối, lá mì được không? Được. Thì con bẻ cắt lá chuối thì cho nó bù đi. Ra cái này nè, đó, cái dầu nó cắt à. Cho mấy cái đó, nó đạp cái chuối tại đó đó. Cái này nó cũng quự lên để tự nó bò. Bò xuống. Im mà nó bỏ xuống rồi. Cái này theo em thấy mà nếu anh làm mấy cái ủ đất vô như mấy cái chậu đất kìa đó. Dạ. Là thả trong này luôn này cho nó tạo cái môi trường có thiên nhiên luôn nha. Khỏi luôn mà phải làm. Cái đó khi nào để cho nó lớn nếu mà muốn đẻ, muốn nuôi sinh sản á thì mình tạo. Con này cũng không cần. Nó thì chỉ nó ăn tầng mặt không à. Chủ yếu cái này là một tháng mình phải xả đá một lần. Tại vì nó một tháng nó ăn lên nó cái phân nó lên khoảng 2 lóng tay à. Ừ. Xả đá một lần, xả đá mình xả cạn rút cạn luôn cái mình xịt nước, mình xịt cho nó phân nó thoát ra hết. Ừ. Lúc đó mình lấy gỗ mình chặn lại. Xong rồi mình cho nước vô. Cho từ thôi. Sáng làm thì tới nó sẽ nhả nhớt cái chiều ha cho ăn. Không cho ăn liền. Sáng mình vô nước là chiều mới xả mới cho nó ấy ha. Dạ. Chiều bắt đầu cho ăn. Lính này nó cũng ham nuôi mà nó thấy nó quay quay rồi nó nói để con đặt cái anh này coi làm sao. Dạ. Yeah. Tôi đến gửi xe à, gửi xe thì xe đi kiến tréo. Xe kiến tường á, phải có xe kiến tường. Xe kiến tường cho em có đây xe đi kiến tường. Dạ. Yeah. Yeah. Em nó ra cầu Sông Sắt chặn được không? Nó xa quá. Nó không phải xa mà nó cố tình như em cho như kiểu có người tới có cái hướng dẫn. Tiếng xa thì nó không xa đây nó có gì đâu xa nhưng mà nó không có người hướng dẫn. Thì từ các con máy tàu. Đó được rồi, được rồi, không được. Không tạo. Ăn gì nhiều. Nhưng mà chiều lấy cái tàu rồi nha. Nó có dính thì gạt này để nó phú nước. Chiều để cho thấy bò chứ cỡ này nó bự là rớt xuống vẫn nổi lên được. Bự là nổi được hết rồi. Này cho ăn
ngày khoảng 1 ký thôi, ký thức ăn đu đủ hay là bèo, lá phải mì, có lá phải mì phải không? Có lá phải mì thì ốc mà hồi đó cái dòng hồi xưa thì ốc lá ốc thiên nhiên cũng phải lá mồm dữ lắm, cây môn mình cây môn cũng được đó, cây môn thì chú cắt xong sáng cắt mình phơi khô để ngoài nắng á, cho nó héo, cái chiều mình cho nó ăn, nó sẽ ăn nhanh hơn, nó sẽ ăn rất là nhanh, còn nếu mà tươi quá nó ăn chậm. Thì cây môn mình cứ cắt cắt để héo héo được rồi, cả cả lá cả cọng mang luôn. Lá phai mì thì tuần cho ăn 2 lần thôi, cho ăn 3 ngày cho ăn, cho ăn nhiều quá nó sai, sai nói là được được. Thì bạc hà cũng được, lá bình bắc dây, đây chúng biết biết lá bình bắc dây không ta? Bình bắc dây hả? Không, không biết. Đu đủ thì cho ăn cái là đừng cho ăn lá, lá nó dơ nước dữ lắm, lá dễ ăn nhưng mà nó dơ. Trái thì cứ sắc, trái thì nó tại nó ăn tầng nổi, nó chín quá nó chìm, để cho nổi cho nó ăn, sắc miếng miếng rồi để xuống như nấu canh. Nó ăn cái những cái loại mà nổi trên mặt nước. Dạ, nó nổi xong nó nổi lên đu thôi. Này chiều thì mình có thể cho nó ăn thêm cái cám, cám gạo. Cám chả. Dạ, cám cám xay lúa. Xuống rồi. À, tự nó bò xuống, lát nó yên là tự bò, động thì nó rút lại. Chứ xưa mà đi cứ đi bắt ốc mà lại mấy cái bụi môn mà thấy nó đu dữ lắm, cái phải cây phai mì mà kiểu mùa nước ngập ngập á. Dạ, đó là mì. Ốc thiên nhiên, ốc lát á, hồi xưa ốc mình ốc lát không đâu có ốc này. Như bùng súng, bù dữ lắm. Phai môn ở đây chắc có nhiều phai môn tự nhiên á. Phai môn là ốc. Phai môn bạc hà. Môn là hồi đó cái dạng môn rừng, môn ngứa. Dạ, môn ngứa đó. Rồi vậy đó. Môn ngứa. Mà mình thấy đi hồi đó đi son nữa, nó bung mấy cái đó là nhiều. Dạ. Lại mấy chỗ đó vớt mà chưa để vớt đêm mẹ mấy chục ký, trăm ký. Mà đâu bán có 5.000 ký à? Trời ơi. 500 đồng. Nếu 500 bạc cái chở xuống tới Long An bán được 1.000 bạc. Dạ. Giờ mà được vậy giàu luôn á. Giờ hơn, giờ 6 mấy ngàn. Do là nó bị vào cái thuốc ốc bu vàng á. Nên tiệt chủng luôn. Mà giờ mà ruộng mà không có thuốc nó sao chịu nổi. Dạ. Không có thuốc là rồi xong luôn. Bị thuốc. Thuốc ốc bu vàng xong thuốc ốc luôn. Nếu mà thả công sức mà hết ra là nó cỡ bao nhiêu con? Cái này nó dài ngang bao nhiêu? Cái này chiều ngang 2m55, dài 3m mấy. 5.000 thôi, đây được 5.000. 5.000 con ốc á. Ờ, 5.000. Đây về cũng vừa rồi phải không? Đúng rồi, vừa rồi. Tại vì nó 2 mấy hả? 2m55 cũng như hơn 2m50 á. Còn bề dài? Bề dài 3m2. Ừ, thì nó tầm 7m2. 7m2 thì nuôi cái đó thôi, không cao nữa. Tại vì cao nữa nó chậm lớn. Cái này là ăn kinh lắm. Mấy ngày ra nó gặp bèo là nó ăn rồi đó. Bò thành về đó đẹp. Tìm là nó bò nó tìm đường xuống à. Vô bắt nóng nước rồi bắt nước nấu bình trà vào thì vô rồi. À, thôi thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha bà con ơi. Thì nếu bà con nào mà cần con giống hay là trứng thì liên hệ với anh em qua số điện thoại hoặc Zalo ở góc trái màn hình nha bà con ơi. Xin kính chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.